Hello mọi người, hôm nay mình có mặt ở ấp 2/5 xã Long Hậu để giới thiệu cho các bạn một miếng đất ngang 5 dài 23. Đây, 103m² nha mọi người. Giá kêu 1,7 tỷ. Bây giờ là mình hãy khám phá nha. Và đây là khu dân cư xóm Lá hẻm LH02 nha. Hẻm của miếng đất nha mọi người. Đây, còn cái hướng này là hướng về Lotte quận 7, đường 826C, đường lên lương lối dài, đi khoảng 30 phút là tới Lotte quận 7. Đấy, xe hơi không tới nơi luôn nha mọi người. Và đây là cái hướng đi về Phước Lại, đi xuống dưới phà Tân Thanh. Bây giờ là mình đi vô đất nha mọi người. Đây, mình đi vô đất tầm khoảng là chưa tới 100m. Đây, khu đất mình nằm bên tay trái nè mọi người, ngay cái cục điện đó. Hôm nay trời hơi bị nắng một tí. Đây, đó, mình tới lô đất rồi nha mọi người. Đây, đất mình là ngang 5. Đấy, ngang 5, dài thẳng xuống 23. Đây là khu dân cư hiện hữu luôn nha mọi người. Xung quanh nhà rất là nhiều luôn rồi. Đấy, đây, ngang 5 và 23. Giờ mình đi vô cái hẻm kế bên đó. Miếng đất này 2 mặt tiền. Cái hẻm kế bên này là 2m. Cái hẻm đằng trước là ô tô tới nơi. Mặt tiền hẻm, 2 mặt tiền hẻm. Miếng đất này mà mọi người mua về làm nhà trọ thì hết bài luôn nha mọi người. Tại vì nó là 2 mặt tiền đó. Cái 5 dài 23. Đấy, giá kêu là 1,7 tỷ. Xung quanh thì là nhà cửa rất là nhiều luôn nha mọi người. Nếu mọi người thấy hay thì hãy cho được một like và một lượt đăng ký kênh nha, để theo dõi những video tiếp theo. Và mọi người nếu mà muốn sở hữu lô đất này thì hãy inbox cho được lên số điện thoại ở trên video nha. Cảm ơn mọi người đã theo dõi kênh. Thank you so much.